Điện cho đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các ban ngành xã Yên Bắc. Kính thưa các đồng chí đại diện cho cấp ủy, ban quản lý thôn, các đồng chí cán bộ đảng viên, các ban ngành đoàn thể của thôn Phú Xá. Kính thưa các vị đại biểu, đại diện cho các cơ quan xí nghiệp, công ty trạm trà, thân bằng cố hữu, bạn bè, bà con cô bác gần xa. Kính thưa toàn thể nhân dân, thưa gia đình tang chủ, đồng chí Trần Đức Thảo sinh ngày 7 tháng 7 năm 1928, nhập ngũ tháng 6, ngày 6 tháng 3 năm 1950, ngày vào đảng 28 tháng 6 năm 1950, ngày chính thức 28 tháng 2 năm 1951, nguyên là bí thư chi bộ thôn Phú Xá, huy hiệu 65 tuổi đảng, là hội viên hội người cao tuổi, hội viên hội cựu chiến binh, hội viên hội nạn nhân chất độc da cam, hội viên hội khuyến học. Qua một thời gian năm 7, mặc dù đã được các con cháu hết lòng chăm sóc, họ hàng nội ngoại thường xuyên thăm hỏi động viên, được các giáo sư bác sĩ tận tình cứu chữa, song do tuổi cao sức yếu bệnh trọng, đồng chí đã không vượt qua khỏi và đã từ trần vĩnh biệt chúng ta vào hồi 0 giờ 5 phút ngày 20 tháng 6 năm 2016, tức ngày 16 tháng 5 năm Bính Thân. Đồng chí hưởng thọ 89 tuổi. Lễ truy điệu được tổ chức vào hồi 14 giờ 15 phút hôm nay ngày 21 tháng 6 năm 2016. Trong giờ phút đau thương vô hạn này, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin thông qua danh sách ban tang lễ tổ chức theo nghi thức của địa phương. Danh sách ban tang lễ gồm các ông bà đồng chí có tên sau đây: một, đồng chí Nguyễn Văn Tời, phó bí thư thường trực đảng ủy xã làm trưởng ban; hai, đồng chí Thành Văn Thắng, bí thư chi bộ làm phó ban; ba, đồng chí Ứng Văn Thu, phó bí thư chi bộ trưởng thôn làm thành viên; bốn, đồng chí Ứng Văn Tư, chi hội trưởng hội người cao tuổi làm thành viên; năm, đồng chí Trần Xuân Thanh, chi hội trưởng hội cựu chiến binh làm thành viên; sáu, đồng chí Nguyễn Thị An, chi hội trưởng hội phụ nữ làm thành viên; bảy, bà Trần Thị Bân, chi hội trưởng hội nông dân làm thành viên; tám, bà Đàm Thị Thu Trà, phó bí thư chi đoàn thanh niên làm thành viên; chín, ông Trần Khe Xanh, trưởng nam làm thành viên. Thay mặt ban tổ chức, để tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn Tời, phó bí thư đảng ủy xã, trưởng ban tang lễ, đọc tóm tắt tiểu sử của đồng chí Trần Đức Thảo. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa hương hồn đồng chí Trần Đức Thảo, kính thưa các vị khách quý gần xa của gia đình tang chủ, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân, kính thưa gia đình tang chủ, một tin buồn vô hạn đến với đảng bộ xã Yên Bắc và gia đình đồng chí Trần Đức Thảo, sinh ngày 7 tháng 7 năm 1928, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 65 năm tuổi đảng, hội viên hội cựu chiến binh, hội viên hội nạn nhân chất độc da cam dioxin, hội viên hội người cao tuổi, cán bộ quân đội nghỉ hưu, sinh hoạt tại chi bộ Phú Xá, đảng bộ xã Yên Bắc. Sau một thời gian lâm bệnh, đã được các thầy thuốc và gia đình hết lòng chăm sóc cứu chữa, nhưng vì tuổi cao sức yếu, đồng chí đã tạm thế về với cõi vĩnh hằng cùng tiên tổ hồi 0 giờ 5 phút ngày 20 tháng 6 năm 2016, tức ngày 16 tháng 5 năm Bính Thân. Đồng chí hưởng thọ 89 tuổi. Thay mặt ban chấp hành đảng bộ và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất. Kính thưa các quý vị đại biểu,
cùng toàn thể nhân dân. Đồng chí Trần Đức Thảo sinh ngày 7 tháng 7 năm 1928 trong một gia đình nông dân nghèo, giàu lòng yêu nước, tại thôn Đúng Xá, xã Yên Bắc, huyện Chi Tiên, tỉnh Hà Nam. Đồng chí được cha mẹ nuôi dạy ăn học hết lớp 2 phổ thông. Đồng chí được gia đình và đoàn thể sớm giác ngộ nên đồng chí đã sớm tham gia hoạt động cách mạng từ khi tuổi còn nhỏ. Năm 1946 đến năm 1950, đồng chí tham gia thanh niên xung kích ở địa phương. Ngày 6 tháng 3 năm 1950, đồng chí nhập ngũ vào quân đội nhân dân Việt Nam, là chiến sĩ đại đội 117, trung đoàn 66. Ngày 28 tháng 6 năm 1950, đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại chi bộ đại đội 117, trung đoàn 66, sư đoàn 304. Tháng 10 năm 1952 đến tháng 4 năm 1954, đồng chí là học viên khóa 8 trường lục quân, sinh hoạt tại đại đội 4, tiểu đoàn 2. Từ tháng 5 năm 1954 đến tháng 9 năm 1957, đồng chí là trung đội phó, chi ủy viên đại đội 84, tiểu đoàn 3, trung đoàn 9, sư đoàn 304. Từ tháng 10 năm 1957 đến tháng 7 năm 1962, đồng chí là đại đội phó, bí thư chi bộ đại đội 2, tiểu đoàn 24. Từ tháng 8 năm 1962 đến tháng 10 năm 1963, đồng chí làm đại đội trưởng, phó bí thư chi bộ đại đội 45, tiểu đoàn 14, lữ đoàn 53. Từ tháng 11 năm 1963 đến tháng 4 năm 1965, đồng chí làm đại đội trưởng, phó bí thư chi bộ đại đội 45, tiểu đoàn 14, lữ đoàn 330. Từ tháng 5 năm 1965 đến tháng 8 năm 1965, đồng chí là đại đội trưởng đảng viên DB đoàn 708. Từ tháng 9 năm 1965 đến tháng 5 năm 1966, đồng chí là bí thư chi bộ đại đội trưởng đại đội 4, tiểu đoàn 56, trung đoàn 1180. Từ tháng 6 năm 1966 đến tháng 9 năm 1967, đồng chí làm chi ủy viên học viện trường Trung sơ miền Nam thuộc đại đội 2, cấp 12. Từ tháng 5 năm 1968 đến năm 1969, đồng chí làm phó bí thư đảng ủy tiểu đoàn 1, chính trị viên phó tiểu đoàn 1, cấp 12. Từ tháng 8 năm 1970 đến tháng 4 năm 1972, đồng chí là chi ủy viên trưởng tiểu ban giáo viên chính trị H12. Từ tháng 5 năm 1972 đến tháng 3 năm 1973, đồng chí là bí thư đảng ủy tiểu đoàn 1, chính trị viên tiểu đoàn 1, H12. Từ tháng 4 năm 1973 đến tháng 6 năm 1973, đồng chí là bí thư đảng ủy tiểu đoàn 3, chính trị viên tiểu đoàn 3, H30. Từ tháng 7 năm 1973 đến tháng 4 năm 1975, đồng chí làm bí thư chi bộ phòng chính trị H30, trưởng ban tuyên huấn. Từ tháng 5 năm 1975 đến tháng 7 năm 1976, đồng chí là bí thư đảng ủy tiểu đoàn 1, chính trị viên tiểu đoàn 1, H28. Từ tháng 8 năm 1976 đến tháng 4 năm 1981, đồng chí là bí thư đảng ủy tiểu đoàn 4, chính trị viên tiểu đoàn 4, trường sĩ quan lục quân 2. Từ tháng 4 năm 1981 đến năm 1987, đồng chí được nghỉ hưu về địa phương, sinh hoạt tại chi bộ 4, ngũ xá, đảng bộ xã Yên Bắc. Từ năm 1987 đến năm 1991, đồng chí làm bí thư chi bộ 4, thôn ngũ xá, đảng bộ xã Yên Bắc. Từ tháng 6 năm 1991 đến tháng 6 năm 1993, đồng chí làm hội trưởng hội phụ lão thôn Phú Xá. Từ tháng 7 năm 1993 đến nay, đồng chí là đảng viên, hội viên hội cựu chiến binh, hội viên hội người cao tuổi, hội viên hội nạn nhân chất độc da cam dioxin, sinh hoạt tại chi bộ thôn Phú Xá, đảng bộ xã Yên Bắc. Kính thưa các quý vị đại biểu,
cùng toàn thể nhân dân. Đồng chí Trần Đức Thảo hưởng thọ 89 tuổi đời, 66 tuổi đảng, 31 năm phục vụ trong quân đội, 4 năm làm bí thư chi bộ thôn, 3 năm làm hội trưởng hội phụ lão thôn Vũ Xá. Với cương vị nào là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí luôn sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ mà tổ chức giao phó, dù phải đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì, đồng chí đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được tổ chức tin tưởng. Đồng chí, đồng đội và nhân dân, hội viên quý mến, với những công lao và thành tích đồng chí đóng góp cho Đảng, cho cách mạng, đồng chí đã vinh dự được tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, nhà nước, chính phủ tặng thưởng 5 huy chương liên hạng phục vụ trong quân đội, huân chương chiến công hạng 3, 2 huy chương tổng kết kháng chiến, 4 lần chiến sĩ thi đua, 2 bằng khen, 5 giấy khen, 8 lần đạt danh hiệu dũng sĩ quyết thắng. Đến năm 1986 được Hội đồng Nhà nước tặng huân chương quân công hạng 3. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, trong những năm kháng chiến trường kỳ và gian khổ, thực hiện nhiệm vụ mà quân đội giao phó, với hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ được nhiều người thương yêu quý mến, đồng chí Trần Đức Thảo đã được cụ bà Ứng Thị Khuyến thầm yêu trộm nhớ. Hai cụ đã kết duyên vợ chồng, người phục vụ trong quân đội, người ở hậu phương tích cực lao động sản xuất. Thời gian lúc tuổi trẻ, hai cụ gần nhau chẳng được bao lâu, qua các kỳ nghỉ phép, hai cụ sinh hạ được hai người con. Các con của đồng chí được nuôi dạy, ăn học bằng bạn, bằng bè, cùng trang lứa, đều là những người cán bộ, công dân tốt của cơ quan nhà nước và của địa phương. Các con của đồng chí sinh hạ cho đồng chí được 4 người cháu nội ngoại. Con cháu của đồng chí đều noi gương truyền thống gia đình cách mạng, tích cực học tập, công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác của mình, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, kính thưa hương hồn đồng chí Trần Đức Thảo. Đồng chí Trần Đức Thảo mãi mãi đi xa mà không hẹn ngày trở lại. Đồng chí mất đi, Đảng bộ mất một đảng viên trung kiên mẫu mực, các hội đoàn thể mất đi một hội viên tiêu biểu hiền lành, xóm làng mất một người bạn già tri ân tri kỷ, gia đình mất đi một người cha người ông kính quý. Nhưng tha thôi, ông cũng là số trời đã định. Trước linh cữu đồng chí, chúng tôi là những người ở lại xin hứa lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân xã nhà tích cực học tập, lao động sản xuất, đổi mới các mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân, xây dựng quê hương Yên Bắc ngày càng giàu về kinh tế, đẹp về nếp sống văn hóa, ổn định về an ninh quốc phòng, giữ vững danh hiệu quê hương Yên Bắc anh hùng được Đảng và Nhà nước trao tặng. Chúc linh hồn đồng chí sớm được siêu thoát, yên giấc ngàn nơi chính suối cùng yên tổ. Trước khi linh biệt đồng chí Trần Đức Thảo, tôi đề nghị chúng ta dành cho đồng chí một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Tiếp theo chương trình, thay mặt ban tổ chức tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trần Khe Xanh, thay mặt gia đình có phát biểu ý kiến. Xin trân trọng như vậy.
Kính thưa các vị đại biểu đại diện đảng, chính quyền địa phương. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể cô dì, chú bác, bạn bè gần xa, các gia đình thông gia, niên gia, cùng bà con trong thôn ngoài xã. Bố tôi sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được các y bác sĩ, anh em, con cháu trong gia đình thuốc men tận tình cứu chữa, nhưng tha nỗi, do bố tôi tuổi cao sức yếu, bố tôi đã chút hơi thở cuối cùng vào khúc giờ 5 phút ngày 20 tháng 6 năm 2016, tức ngày 16 tháng 5 Bính Thân. Bố tôi đã quy về tiên tổ. Hôm nay, mặc dù thời tiết quá nóng bức, đã được các vị đại biểu, các cơ quan, ban ngành, cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị, bạn bè gần xa đã bớt chút thời gian vàng ngọc đến phúng viếng bố tôi, chia buồn cùng gia đình và dự lễ truy điệu, đưa bố tôi về nơi an nghỉ cuối cùng trong giờ phút đau xót thương. Thay mặt gia đình, xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà, các anh, chị, cùng toàn thể nhân dân, trong lúc đang ra bối rối, có điều gì sơ suất, xin được lượng thứ. Sau khi chôn cất bố tôi mồ yên mà đẹp, xin mời các quý vị đại biểu, cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị trở lại gia đình ăn trầu uống nước. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Phần thứ hai là phần cử hành đưa tang. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu cụ Thạch Văn Huật vào chấp lệnh. Ông Thạch Chí Báo chấp trống. Đây thì trong khi chuẩn bị giờ đưa tang đồng chí Trần Đức Thảo, đề nghị gia đình giờ chuẩn bị. Chuẩn bị. Đề nghị bàn và phiên phong. Đề nghị người buộc chống. Tôi sẽ phân công thứ tự đoàn đưa tang sau đây. Thứ tự đoàn cử hành đưa tang như sau. Đi đầu là đoàn Phật tử của thôn Phú Xá. Tiếp theo là đội tiêu binh của chi hội cựu chiến binh. Tiếp theo chi hội cựu chiến binh là đội kèn đồng. Và tiếp theo đội kèn đồng là đội kèn nam. Sau đội kèn nam là bàn rước vong. Sau bàn rước vong đến xe tang. Sau xe tang là con cháu cùng các vị đại biểu. Bày kẻ gia đình chuẩn bị giờ đề nghị các cụ, các bà và các bộ phận chuẩn bị các phương tiện để tiêm hành văn. Không
Come on!
Đôi kèn một tí rồi. Già đi đi liền liền vào tí
Thank you.